ngay phút này, ngay bây giờ, nếu bạn nào mà comment ở dưới hoặc là gọi điện ngay cho trợ lý của Hiếu cũng như sau chương trình gọi ngay, bạn nào gọi đầu tiên mua cái này Hiếu sẽ giảm luôn 25 triệu. Vâng. Cam kết với các bạn là nếu sau chương trình bạn nào xem chương trình này mà định mua ngay, gọi điện đầu tiên cho Hiếu sẽ mua cây đàn này với giá 25 triệu. Vâng. Và các bạn sẽ thấy cây đàn rất tuyệt vời, xứng đáng với cái giá đó. Vâng. Để chúng ta cùng cùng nghe âm thanh của cây đàn. Vâng. Khả năng chơi đàn của Hiếu thì cũng vừa phải và có hạn thôi. Thế nhưng mà cái mà các bạn vừa nghe thấy cho là một âm thanh rất là quyến rũ và của cây đàn, và cái âm thanh rất là đẹp. Và Hiếu nghĩ rằng là nó vô cùng đáng ghi nhận với một cái chi tiêu giá mà Hiếu vừa nói là 25 triệu. Và ngay lúc này giá cây đàn là 25 triệu. Vâng, đấy, rất đáng để chúng ta quan tâm. Vì chúng ta sẽ khẳng định điều đó qua từng phím một của cây đàn. Đó, khi đi mua đàn các bạn tối thiểu là có người thử cho các bạn được những cái vấn đề đó. Chúng ta phải nghe hết được và cảm nhận được lực trên 88 phím như thế nào. Đấy, có những cái đàn lực ấy, nhưng có cái phím thì nó nặng, phím nhẹ. Đấy. Nên có phím thì đánh nó hụt hụt hụt. Đấy, có phím thì đánh tự nhiên là nó đi giật một cái, nó khực một cái ở trong. Đấy, thì cái cơ máy action ở bên trong nó có vấn đề, nó không được tốt thì nó mới bị những cái vấn đề như vậy. Nhưng khi chúng ta thử toàn bộ 88 phím thấy cái lực trên ngón tay, trên phím tay là đều nhau này, màu sắc âm thanh đều nhau này. Tremolo là một cái tốc độ rất là nhanh và cái sự nhả đi nhả lại nhả về của bố cơ bố máy nó tốt, nó mới làm được.
rồi chúng ta thử một cái âm lượng lớn như thế để xem là cái đàn nó có chỗ nào nó bị lỏng lẻo, nó bị gọi là nó không được chắc chắn á, thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ rẻ. Đó. Vâng, bây giờ mời các bạn xem cận cảnh chữ Benton. Vâng. Đấy. Mình cũng nói thêm một chút là Benton này là một trong những thương hiệu mà rất nhiều thầy giáo nhiều tuổi, các thầy nhiều tuổi mà đã từng trải nghiệm nhiều cây đàn á, các thầy rất hay tìm cho học sinh mình cái chi tiêu tiết kiệm ở ngưỡng 25, 27 triệu và với cái dòng Benton này. Vâng. À, này các bạn thấy này, họ rất cầu kỳ và kỹ từng cái khung này này, đấy đều có một cái khung bằng đồng như thế này. Mục đích là để cái khi mà chúng ta dậm gạt các cái này thì nó không bị toét cái gỗ này ra. À, chúng ta cùng xem bên trong. À. Đó, các bạn thấy không ạ? Tức là khi người ta sản xuất cây đàn này hoàn toàn không phải là cây đàn ở cái gọi là chi tiêu tiết kiệm đâu, mà thực sự là một cây đàn là với một cái mong muốn là một cây đàn rất là chất lượng cao. Đấy, các bạn thấy từng con ốc một này rất là cầu kỳ như này. Đấy, các cái thanh truyền lực này, đấy làm rất cẩn thận tỉ mỉ, các bạn thấy không ạ? Đó. Vâng. Rất đẹp. Vâng. Hoàn toàn vẫn còn toát lên một cái cảm giác gì đấy là một cái sự hết sức là cầu kỳ tỉ mỉ sang trọng của cây đàn. Nhưng mà cũng họ không thành danh lắm nên là cái giá của cây đàn nó rẻ thôi. Và cái hồi rất là đẹp. Chúng ta xem cái nắp trên này. Đó, cái nắp trên này họ làm cái bản lề các bạn thấy không? Cứ từng 1 cm một này. Đó. À, cũng rất là cầu kỳ. Đấy, cái vai này bát tròn này. Đấy, cái đầu hồi này thì đấy, cũng kiểu cách gần gần giống như U3H. Chúng ta xem cái mặt sau của cây đàn. Vâng. Đây các bạn thấy 1, 2, 3, 4, 5 cái cột trống, và đặc biệt là đây họ sẽ bắt cái xương thêm vào cái khi có cái đòn tay phụ này, họ bắt vào cái đòn tay này. Đấy. Đấy, chúng ta thấy là cái sự mở rộng cái hộp cộng hưởng phụ này. Đấy. Họ làm này để rộng hơn cái thể tích bên trong và nó rất là chắc chắn như thế này. Và âm thanh cái này rất hay, thậm chí các bạn nhìn kỹ rồi đây. Họ làm kỹ mức độ mà từng cái góc của cái cột này đều có được soi cái phào bên trong. Đó. Đấy này, đây này. Soi cả một cái phào như thế này. Mặc dù đây là đằng sau cây đàn thì các bạn thấy rằng là người sản xuất cây đàn này hay nhà sản xuất cây đàn này họ đã làm rất là kỹ, rất là tỉ mỉ. Đấy, về cây đàn. Ở chúng ta xem bên trong cây đàn. Đó. Benton. Đây. Chất lượng cao các bạn nhé. Wow, high quality này. Đấy. FU33 là cái model cây đàn. Đấy, họ đã dập nổi vào khung luôn như thế này. Đó. Đổ khung gang và đổ luôn như này, các bạn thấy này, rất là kỹ. Đấy. Biểu tượng của họ là một con sư tử như thế này. Đấy. Đấy, thể hiện với các bạn nữa là cái Benton này là tên của một cái gọi là lion, là sư tử đấy, của cái cruiser này là một thương hiệu mà đàn là họ sản xuất bằng tay nhiều, tức là dùng handmade đấy, đồ handmade rất là kỹ. Đấy. Rồi, là chắc như thế này. Wow, đấy, các bạn thấy đây này. Búa của Rinner, đấy, của Đức. Wow. Đấy, rất là chắc. Đấy, rất chắc. Wow. Chúng ta cùng xem. Đấy, da dạng lò xo dây cò. Wow. Rất là chi tiết như thế này, đúng không ạ? Wow. Đấy, rất đẹp. Wow. À. Vâng, cây đàn này sau quá trình sử dụng thì đã được bên Hiệp hội Piano của Nhật họ đánh giá như thế nào? Vâng, rất tuyệt vời. Cây đàn được đánh giá là body B, key B cộng, pin A, action A và 6A bằng 3 tiêu chí quan trọng nhất bên lõi cây đàn đều là A. Rất tuyệt vời. Vâng, một cây đàn được sản xuất tại Nhật như thế này. Và đặc biệt, em vẫn nhấn mạnh lại là phút này, ngay bây giờ cây đàn này giá có 25 triệu thôi. Các bạn hãy tranh thủ gọi điện cho Hiếu ngay sau khi kết thúc chương trình hoặc ngay bây giờ với số điện thoại 0941 053 667. Vâng.